Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đến với kênh YouTube Võ Máy Bay Công Việc ở Nhà Nông. Thì công việc mình chiều hôm nay cũng có làm gì mà mình đi tham quan đám ớt của ông anh, thấy đi đường nhìn vô thấy đẹp quá, vô thêm thử mọi người, thấy đẹp quá, giờ qua cho mọi người xem. Đây mọi người, ớt đây. Ui dồi, tốt, đứng, anh đứng đứng tới tới tới. Trên rúng anh rồi mày. Anh trồng giống gì anh? Anh trồng giống 132 em. 132 chính phép mày. Đúng rồi. Ui giời. Trái đẹp quá. Ui, đây mọi người, đã đang đậu trái vàng trên này. Quá đẹp. Nách đi. Đây coi trái vàng trái nách. Vàng trái nách mọi người. Ui, vàng trái nách sai. Vàng trái nách đã đậu chức 90% anh. 132 đây là rất đẹp, sạch bệnh rồi nhá, bà trí rồi cũng sạch lắm anh, trội cho đây chắc bơm thuốc dữ lắm này, bấm gì lâu lâu ướp ướp chưa, lâu lâu ướp ấy, à, tuần lần thôi, đánh nách mọi người, đánh nách, tải chúa phải định chúa đó, hiểu mày, ừ. Trái 132 này dài mọi người, nó dài. Này, trái 132. Mọi người đem trái rất là xay, rất là dày đấy. Đây mọi người đem trái, mình hái một trái mọi người xem. Trái dày. Quá đẹp. Chanh phong 132. Này dưới kia anh. Dưới kia đẹp. Đây cục cà máu đây. Đây cục cà máu tốt này. Đất đất sét mọi người dùng đây là dùng đất sét nên đất ủ cà máu mà. Mình dỡ ra trồng ớt rất là tốt. Mọi người đang đếm vàng trái trên này. Đang đếm vàng trái trên rất là sai. Anh làm ớt kỹ thuật rất là cao mọi người. Thì không có bệnh gì hết này. Từ không có phân tránh luôn. Phân tránh ra rây mọi người. Phân tránh ra rây. Đoạn nào anh? Đoạn này cao không? Đoạn đấy gà máu mà. Gà máu á. Ớt còn đang phát triển mà chưa đứng mà đọt còn mướt, đọt còn mướt, đọt còn mướt chưa còn phát triển nữa, chưa đứng đâu. Chừng nào nuôi trái nó mới đứng mọi người. Giá ở đây có nôn ném không anh? Anh không à. Không. Giá này 45, giá ngày này 45. Tam Sơn vừa đầu hái hai tạ chín mười mấy cú rồi. Vợ chồng cừ hiếp mét mà. Và đã mọi người thì hiện tại thì giá ớt này rất cao, bà con rất là vui mừng. Mọi người đang đám trái rất đẹp. Đấy, hôm nay mình làm video thực tế tham quan đám ớt à, mọi người xem. Đám ớt đây mấy cây anh? Ba cây em. Ba cây bạc. Ba cây bạc là hai sào ạ. Hai sào vậy? Một sào là 1 cây rưỡi. Hai sào. Hơn hai sào. Người coi xem này. Cái ớt đắp này. Đứng trái. Chín này. Đây, mấy bụi càng càng chín này. Đấy, mấy bụi càng càng chín này. Xếp cái hái rồi ạ. Ba gần 3 tháng rồi thì gần sẽ phải không? Sẽ phải không? Sẽ phải ra nách.
lốp về đầu trái, lốp ra bông rất là sai luôn. Lốp về đầu trái, lốp ra bông, ớt này đạt, ớt này tương lai qua rất đạt. Bơm thuốc gì mà có phân trắng ngon rồi nha. Đủ 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 loại, bơm bơm đủ loại ở đây. Ớt gần gần tới nách anh rồi đấy, khá là tốt. Đấy, thì thôi mình kết thúc video tại đây mọi người, cho mọi người ngắm ớt một chút. Ngày mai mình qua đám ớt đang thu giống 89 thì mình qua cho mọi người xem rất là sai luôn. Người sẽ trái này. Ừ.